Các bạn đang xem trên đây tôi đó là capo của dòng xe Mitsubishi Outlander. Dòng xe đang bán rất chạy của thị trường Việt Nam, được trực tiếp phụ tùng làm việc nhập khẩu từ Indonesia về phục vụ khách hàng. Thì trong quá trình mà đi xe thì trong một tránh khỏi đâm ba gãy vỡ cái capo này của dòng xe Mitsubishi Outlander. Thì các bạn vui lòng có nhu cầu mà thay thế phụ tùng dòng xe Outlander thì vui lòng liên hệ phụ tùng làm việc. Chúng tôi chuyên cung cấp phụ tùng dòng xe Mitsubishi Outlander chính hãng ở thị trường Việt Nam với giá thành được từ vị cạnh tranh.